Quạt sạc Sunhouse SHD7223 có thiết kế thấp vững chãi để bạn có thể yên tâm bố trí quạt trên cả sàn nhà lẫn trên mặt bàn hay nóc tủ đều được. Vỏ ngoài của quạt được làm từ chất liệu nhựa cao cấp sáng bóng, ít bám bụi và bền bỉ theo thời gian. Các chi tiết phụ như lồng quạt, tay sách và nút bấm đều được lắp ráp và gia công chắc chắn. Đặc biệt, quạt còn có thể tích hợp đèn LED trên thân quạt để bạn có thể thấy được và sử dụng kể cả khi đang ở trong không gian thiếu ánh sáng. Ngoài ra, có thể kiêm luôn đèn ngủ. Sunhouse SHD7223 được trang bị động cơ chất lượng cao, có độ bền vượt trội mà lại ít gây ra tiếng ồn khi hoạt động, tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dùng. Bên cạnh đó, với công suất hoạt động của động cơ chỉ ở mức thấp 24W, cùng với đó là chế độ hẹn giờ 0,5 tiếng, nên sẽ giúp tiết kiệm điện năng một cách hiệu quả khi sử dụng. Quạt sạc Sunhouse SHD7223 sử dụng một cánh quạt 5 cánh có đường kính lớn để tạo ra lượng gió lớn và mạnh, lưu thông và làm mát không khí một cách hiệu quả trong diện tích không gian rộng. Hơn thế nữa, trục quạt còn có góc quay rộng, nên bạn có thể yên tâm để quạt ở giữa phòng hay trong góc phòng thì quạt vẫn có thể thổi đến mọi ngóc ngách trong căn phòng của bạn, đảm bảo cho không gian luôn được thoáng đãng và mát mẻ. Sunhouse SHD7223 gồm có 3 tốc độ gió khác nhau từ nhẹ đến mạnh. Từng tốc độ được tích hợp trên từng nút bấm riêng để bạn có thể tùy chỉnh theo nhu cầu. Ngoài ra, kết hợp cùng với cơ chế xoay đảo chiều, quạt có thể làm mát diện rộng một cách hiệu quả, tản gió đều ra khắp không gian mà không làm luồng gió bị tập trung vào một chỗ trong thời gian dài, tránh gây cảm lạnh hay ảnh hưởng tới hệ hô hấp của người dùng, đặc biệt là với người già và trẻ em. Quạt sạc ra đời để đáp ứng nhu cầu làm mát của người dùng mỗi khi bị mất điện hoặc là cần làm mát những khu vực không có ổ điện. Do đó, quạt sạc Sunhouse SHD7223 đã sử dụng viên pin sạc chất lượng cao có khả năng dự trữ điện năng vượt trội. Sau 12 đến 15 giờ có thể sạc đầy viên pin, tùy vào tốc độ gió mà quạt có thể hoạt động liên tục từ 5 đến 16 giờ. Trở thành giải pháp làm mát hiệu quả cho gia đình của bạn vào những ngày mất điện. Hệ thống sạc điện này cũng đi kèm cùng với đèn báo hiệu trạng thái đang sạc, đã sạc đầy để bạn có thể tiện theo dõi.